Chào các bạn, hôm nay là ngày 29 tháng 10 2024. Hôm nay thì bên em là tiếp tục về rất nhiều bình xăng đó. Thì bình xăng em về rất là nhiều, giờ em sẽ giới thiệu sơ qua coi để anh em mình xem anh em mình cần những loại nào thì anh em mình cứ việc điện em thì em sẽ báo giá. Còn như anh em nào không muốn điện, anh em muốn coi giá thì anh em sẽ tua tới cái khúc mà em báo giá thì anh em mình xem. Đó về là quay alpha nè, quay xương cá, quay ớt, quay RS 100cc nè, rồi quay RSX 100cc nè, rồi cái này là quay A, cái này là quay quay A 100 đời cao đời 2014, 2015, 2016 nè. Rồi này là quay RSX 100 nè. Rồi cái này Super Rim đời cao em về phải nói là rất nhiều bình, phải nói là cực kỳ nè. Đó, cực kỳ VIP chưa? Anh em mua được cái gì nhanh tay ha. Rồi cái này là quay quay rồi ớt Thái nè, bình cũng đẹp không nè. Quay ớt Thái rồi đời rim lùn thì còn chỉ có hai bình ha, bình hai bình không đẹp hung nè, để này mình 600 ngàn nè. Rồi quay 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 ớt đời cao anh không có ống đồng nè. Rồi quay ớt đời thấp nè, anh không có ống đồng nữa không? Đó, đầy đủ hết trơn ha. Rồi quay 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 A, quay alpha, quay A, quay quay black á. 110 á. Rồi đây nè, quay Super Rim 110 nè. Còn này là Super Rim 100. Rồi Sirius nè, có Sirius này, Sirius RC nè. Rồi Sirius thường nè, Sirius RT luôn, Sirius thường nè. Đó. Rồi đầu rim lùng 99 á, đầu rim 105 á, hơi về cực kỳ nhiều luôn. Hôm nay thì bình xăng em về rất nhiều hết, anh em tham khảo được bình nào thì cứ việc alo em. Bên em là bình xăng riêng rã xe chưa phục hồi, khi em bán bình xăng thì có test trước khi em gửi ha, bảo hành cho anh em mình là 1 tháng. Bên em bán hàng là bên em ship code toàn quốc, bên em không có bao ship. Mỗi đơn như bình xăng với sơn dĩa thì nó nhẹ, với mấy cái lặt vặt kia nó nhẹ chừng ký cái máy trở lại thì sẽ phí ship là 30 ngàn. Còn những phần nó nặng như là phuộc á, phuộc thì phí ship nó sẽ là 50 ngàn, tại phụ nó tầm là 2 ký, 2 ký mấy, có cái cả 4-5 ký. Cho nên em mình phải nghe rõ video dùm ha. Bên em bán hàng là bên em là ship code toàn quốc. Khi anh em mình mua hàng thì cho em địa chỉ, số điện thoại, tên người nhận hàng, em sẽ gửi hàng tới nhà. Hàng tới nhà thì anh em mình tháo ra kiểm tra đúng mặt hàng anh mua, rồi anh em mình thanh toán tiền cho shipper. Khi anh em mình mua lần đầu mà hàng tới nơi đúng hàng mà anh em mình không nhận thì cái lần sau em không có bán cho anh em mình nữa ha. Như lần sau anh em mình có thiện chí mua thì cái việc đặt cọc trước cho em, phí ship thì em sẽ lấy gấp đôi. Tại vì khi em gửi hàng đi thì em đã mất phí ship thì phí về em cũng phải mất. Nên lần sau anh em mình mua là anh em mình phải trả phí ship em mới bán nữa, chứ không thì anh em mình kiếm chỗ khác mua, em không có bán cho anh em mình nữa ha. Hôm nay thì bình xăng về rất nhiều, em sẽ báo giá chi tiết từng loại bình xăng để anh em mình nắm bắt rõ. Bên em thì bình xăng thì đủ loại, nhưng bình xăng bên em á thì đã vệ sinh sạch sẽ đó, thấy chưa, đã vệ sinh sạch sẽ. Có những ốc này nè, có ốc nào nào mà nó hư thì em sẽ thay con ốc khác, như nó bị người ta dặn nó tới te đầu á thì em sẽ thay ốc khác, nhưng mà nó vẫn là riêng. Còn như bông tu ở bên đây thì em đã thay bông tu khác ha, bông tu người kim ba cạnh để cho nó đừng chảy xăng dư á. Còn anh em nào mà thích để bông tu riêng lại thì em sẽ để, nhưng mà xăng dư em không có bao. Bình bên em là đã vệ sinh sạch sẽ là giờ anh em mình xài nó mới ngon. Còn anh em mình về anh em mình tự vệ sinh, anh em vệ sinh đâu có được, đâu có đầu nghề đâu mà anh em để anh em mình vệ sinh những bình xăng này. Bên em thì chuyên bình xăng thì sẽ vệ sinh nó sẽ sạch sẽ hơn. Đó, bình xăng thì em vệ sinh sạch sẽ, anh em mình thấy anh em mình cũng đủ biết ha. Nhầm anh em thì khi mua về thì thấy vệ sinh sạch sẽ, anh em mình nó không còn riêng nữa. Vệ sinh đâu có liên quan tới riêng không, bên trong quan trọng là kim đót riêng thôi. Còn như những phần ốc nè, đấy, những thằng bông tu cái đó nó không liên quan gì tới cái riêng nó không á, tại vì nó chảy ăn dư thì mình thay cái bông tu khác thì nó chảy. Ốc này thì ốc nó te đầu xấu quá, mình thay ốc khác thì mình sử dụng thôi. Còn anh em nào khó quá, anh em mình mua bình xăng mới, anh em mình sử dụng nha. Rồi em sẽ giới thiệu và báo giá từng loại bình xăng. Thì trước khi giới thiệu em sẽ nói sơ qua một chút. Bên em thì chuyên là như bình xăng con riêng rã xe, rồi sơn nhông dĩa. Sơn dĩa thì bên em sẽ có sơn dĩa của Nhật, Nhật là Kosuke, và sơn dĩa của Indonesia. Ngoài đây thì em sẽ có củ đề, đây củ đề Teraso, dòng này là của Daichi, đây Daichi. Đó. Đây, Daichi Teraso Raban. Đó. Củ đề này thì anh em mình xài bền hơn củ đề tháo xe rất nhiều. Tại vì cái thằng Daichi nè, thằng Daichi này đó là nó sản xuất cái motor bên trong á, cái một cái ruột bên trong của cái hãng xe Honda, còn vỏ ngoài thì của Thái Lan. Của Honda mình là nó xài hai loại ha, vỏ ngoài là của Thái, vỏ trong là của Daichi, nhưng mà cái này là nguyên cục là của Daichi luôn.
cho nên em mình xài rất là bền. Em xài em đủ loại hết, rồi cổ bô các đời xe, rồi IC sạc phuộc thì bên em sẽ có là đủ loại. Thì đặc biệt bên em là hàng phuộc là bên em là chính hãng của Detec và chính hãng của SKB. Thì những dòng chính hãng thì nó sẽ khác với những dòng mà loại 1, loại 2. Bên em là không có bán hàng loại 1, loại 2, loại 3 gì á. Bên em chỉ bán hàng chính hãng thôi. Cho nên dòng này thì giá nó cũng là tầm trung, tầm không rẻ cũng không mắc. Hàng này thì là được bảo hành cho anh em mình là 6 tháng hết ha. Rồi tiếp tục là em sẽ giới thiệu từng sản phẩm và em báo giá luôn. Đầu tiên hôm nay thì em sẽ có bình là quay ớt. Đây, bình này là dòng quay quay A nè, quay xương cá, quay ớt và quay RSX. Đó nó sẽ là quay RS thôi, ít là nó sẽ khác, ít là nó sẽ nằm bên đây nè. Dòng này là quay A, quay ớt, quay RS và quay xương cá. Dòng này thì em đang bán cho anh em mình là những bình đẹp về là bán cho anh em mình là 450.000, còn bình không đẹp thì nó sẽ là 400.000. Những hàng anh em thì quả ra là đều đẹp hết ha. Rồi kế tiếp là bình quay A thì đời cao nó sẽ có hai đời, một đời 2015 và 2014, tháng này 2015 nè. Thằng này 2015 là 2016. Em bán cho anh em là những bình đẹp á, đẹp nè thấy không? Là bán cho anh em là 580.000, còn nó không đẹp hung á thì bình em miếng bình không đẹp em ít lấy lắm. Không đẹp hung nó sẽ là 550.000. Rồi tới thằng quay RSX nè, quay RSX nè, bình đẹp thì sẽ là 550.000, bình không đẹp sẽ là 500.000. Rồi bình Super Rim rồi bình quay đêm lùng và quay ớt quay rỡ Thái. Những dòng 100cc này là anh em mình là những dòng xe Trung Quốc á, mà chạy nó hao xăng á, anh em mua những dòng này thì mình chạy phải nó tiết vừa tiết kiệm xăng mà chạy rất là ngon. Thì tùy túi tiền của anh em mình tiền nhiều thì anh em mình chơi dòng nó hơi cao tiền, còn như mình tiền mà mình thích chơi những dòng nó rẻ thì mình đi những dòng này quay rỡ ớt là 450.000. Rồi em có ba dòng nè, quay rỡ ớt, quay rỡ A, quay xương cá. Con này là quay A đời cao 2015-2016 á. Này là quay RSX, Super Rim, đời rim lùng, quay RS Thái. Rồi giờ tới dòng 110 nè. 110 thì bên em sẽ có là bình quay A 110. Quay A 110 bên em mình đẹp không em? 600.000 một cái. Quay A 110 quay Black nó sẽ xài chung, nó có cái độ kéo e nè. Rồi tới quay RS. Quay RS thì em sẽ có là quay RS đời thấp và quay RS đời cao. Anh em mình xe đời nào thì cái việc mua theo đúng rồi đó rồi em bán là 550.000 một bình, những bình đẹp không. Đời Sirius nè, tới dòng Yamaha Sirius thì em sẽ có là Jupiter. Đời Jupiter Sirius thì nó sẽ dùng chung, nhưng mà anh em mình xe loại nào anh em mình cái việc nói loại đó em sẽ bán cho đúng. Rồi tới quay với Sirius RC. Sirius RC này nó có ống đồng bên hông đấy không. Sirius RC là 600.000, Sirius thường mình là Sirius Jupiter á, sẽ là 500.000. Rồi Super Rim nè, Super Rim bằng dòng này là Super Rim 110 ha, 700.000 bình. Rồi kế tiếp nè, hôm nay em về rất là nhiều bình đời Rim Thái nè. Đây, bình đời Rim Thái. Những bình phải nói là cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP luôn. Đây, những bình đời Rim Thái này là em bao cho anh em mình riêng toàn bộ. Còn như những con ốc này nè, ốc này thì nhầm khi con ốc nó bị te đầu á là em thay ốc mới cho anh em mình, nhưng mà vẫn thay ốc riêng chứ không phải mà ốc tầm bậy bạ. Cho nên anh em mình nhìn con ốc này cho anh em mình nó ốc mới là anh em mất riêng, không có liên quan tới mất riêng. Riêng là riêng kim đốt bên trong, còn như những cái ốc này nó còn riêng ở bên trong nó lô hết thì anh em cũng đâu sử dụng được. Đó là em bán cho anh em mình là bình đẹp gì không là 700.000 nè, còn bình xấu là em sẽ bán 500.000. Nói trước cho anh em mình ha. Rồi có mấy bình xe lâu nè, về được mấy bình xe lâu anh em mình nhanh tay ha. Bình xe rồi em sẽ có là hai bình rã xe nè. Dòng này là bình xăng theo xe của Đa Giang ha, của Đài Loan á. Đa Giang nó đều có mã số trong đấy không? Nó không phải mà như những cái hàng rẻ, hàng mà lô ở ngoài thì nó sẽ là Kenhin. Còn cái hàng mà theo xe là nó sẽ là Danny là theo xe của Đa Giang ha. Em có hai bình rã lên xe xuống chưa lăn bánh á, làm bán 700 nè. Còn một bình mà chưa ráp trên xe luôn. Đây mình vô thêm xe nè. Đó nó còn cái bịch này nãy không? Danny nãy không? Danny ra băng nãy không? Dòng này là ráp theo xe ha. Đó những bình này em bán 1 triệu bình nè. Rồi giờ em sẽ cập nhật giá của phuộc của hãng Datec trước. Còn những cái phần kia thì giá nó vẫn là giá chuẩn bình thường.
Rồi em sẽ báo giá trước cặp thuộc trước sau của AB. Dòng này là A Black 110 và 125. Em sẽ có là hai màu nè, màu 125 á thì em sẽ có hai màu, một màu đỏ và màu bạc, 110 màu đen và màu bạc. Còn phục trước thì nó sẽ có một màu thôi. Phục phục sau á, 125 á, 125 thì giá sẽ là 550.000, còn AB 110 á nó sẽ là 500.000. Còn phục trước á thì phục trước thì đồng giá là 750.000 một cặp. Em bán là em bán một cặp 110 và 125. Bên em là bán hàng là bên em không bao ship nha. Anh em mình nghe rõ video giùm em là những phần này nó những phần phục á nó sẽ hơi nặng thì phí ship nó sẽ là 50.000. Còn như những bình xăng á nó nhẹ thì phí ship nó sẽ là 30.000. Rồi phần phục sau ha, phục sau thì em sẽ có là đầu rim Thái nè, Super nè, quay 100 và quay 110 và quay 125. Thì trên đây á, dòng 110 và 125 nó lắp lên nhiều đời xe lắm, cho nên em nào cần muốn ráp cho nó chỉnh trên xe mình á thì cứ việc điện cho em, rồi em sẽ tư vấn hoặc vô số Zalo em sẽ tư vấn cho anh em mình. Như đầu rim Thái thì em đang bán cho anh em mình là 700.000, thì giá này nó sẽ là giá khác như trước ha, 700.000. Super rim cũng là 700. Rồi quay 100 á thì dòng này nó sẽ nằm trên nhiều đời xe lắm, 100 và 125 luôn là 710.000. Rồi 110 á, 110 thì nó sẽ là 740.000 một cặp là đùm đĩa. Rồi kế tiếp thì em sẽ giới thiệu phục tải thì dòng này là dòng gia công chứ không phải của hãng ra test hàng, nên nó sẽ còn nằm cái giá chuẩn là phục trước phục sau Sirius thì bán cho anh em mình là 370.000 một cặp. Em có màu đen và màu đỏ, bên em là không bao ship nó trước cho anh em mình ha. Là dòng 500kg là 480, 700kg là 580.000. Rồi tới dòng của hãng Datet, tải của hãng Datet này, dòng này là phục tải 700kg, dòng này là 2-1 nè. Thì nó vẫn còn nằm giá cũ là 570.000 một cặp. Màu đen, giờ em chỉ còn màu đen và màu đỏ. Rồi phu trò 1 thì em sẽ bán cho anh em mình là 480.000. Rồi đời rim Thái là 490.000. Quay 100 thì em sẽ có 3 màu, màu bạc, màu vàng và màu đen. Em bán cho anh em mình là 480.000. Rồi 110 thì em sẽ có là 4 màu, màu bạc, màu đỏ, màu vàng và màu đen. Em bán cho anh em mình là 480.000. Sirius thì em sẽ có Sirius FI và Sirius thường. Sirius dòng FI nó sẽ là 10 ly, còn Sirius thường nó sẽ là 8 ly. Em bán cho anh em mình là nó cũng sẽ là đồng giá 500.000 một cặp. Em có hai màu, màu đen và màu đỏ là Jupiter V 500.000 một cặp. Còn cái này là riêng hãng thì em chỉ còn vài màu thôi. ZX là T8 ly nè, đúng là em bán đồng giá 500.000 cặp ha. ZX quay 100 rồi quay 110 và Sirius em còn màu đen thôi. Rồi tới hãng của SKB nè. SKB thì em sẽ có là phuộc trước và phuộc nai, phuộc nai titan và phuộc phu trò neo. Phuộc trước thì em sẽ có là phuộc Sirius đĩa nè. Sirius đĩa thì đang bán cho anh em là 650.000 một cặp. Rồi Jupiter cơ và Jupiter đĩa đang bán cho anh em mình là 650.000 cặp luôn. Rồi SCT 150 và 135 nó sẽ là dùng chung ha. Em có một màu đen là 750.000 một cặp. Rồi phục sau em sẽ có là SCT 135 nè, rồi 150 nè. Em đang bán cho anh em mình là 6 thằng 135 là 600.000. Còn 150 em cũng có hai màu là 620.000. Rồi kế tiếp là phục nai nè. Phục nai thì em sẽ có là phục mạ titan 7 màu, phục mạ vàng, rồi phục sơn vàng, phục mạ inox thì em đang bán cho để giá cho anh em luôn ha. Phục sơn vàng nó sẽ là 650.000 một cặp. Rồi mạ titan là 750.000, mạ vàng là 700.000, mạ inox cũng là 700.000. Rồi phu trò neo anh em mình đắp cho phu ít, phu mập, phu mới giờ quay thái 155 giờ luôn là 500.000 một cặp. Rồi đây là của hãng Zin nè. Zin thì em sẽ có là phục trước của Sirius cơ, là dòng này là rã xe 500.000 cặp. Rồi cái này là hàng mới của Zin hãng là 650.000 cặp, 100 và 110 thì quay RS. Rồi kế tiếp là củ đề là bên em là củ đề của Daichi ha. Daichi
Là bên em cái dòng này là của Nhật khang, của Nhật là 100% của Nhật khang, nhập khẩu là của Nhật khang. Đây của đề trên, mở trên thân đề là nó kiểu nó đều có in chữ Daichi này, thấy chưa? Terasu là công ty mà nhập cái của hãng Daichi về á. Đây Daichi Terasu ra băng nguyên nguyên cục của Nhật. Dòng xe Honda với Yamaha của mình á thì nó sẽ xài cái lõi khuyên công á là của thằng Daichi, nhưng mà vỏ ngoài là Mitsubishi, vỏ vỏ ngoài của Thái. Còn dòng này là nguyên con của Thái luôn, cho nên chạy chạy nó sẽ bền hơn của thằng Honda mình ha. Dòng này thì bảo hành cho anh em mình là 1 năm, thì em sẽ có các mã như thế nè, đầu rim anh em mình gắn cho quay nè, đầu rim quay là gắn chung 480.000 một củ. Phu chờ neo, phu chờ neo thì anh em mình lắp cho nhiều đời phu chờ neo lắm, phu chờ neo, phu chờ ít, phu chờ mập, phu chờ led như giờ đó là 620.000 một củ. Quay ớt 110, quay ớt 110 là 480.000 một củ. CFI, CFI nó sẽ nằm trên thằng tao rút và FHT 135 đời 5 số là 500.000 một củ. Cái này là FHT 135 đời 4 số 500.000 một củ. FHT 150 540.000 một củ. Sirius thì nó sẽ có hai đời, một đời ngắn và một đời dài, nó sẽ nằm trên Jupiter luôn. Thì anh xe anh em mình loại nào thì anh em mình mua loại đó em sẽ bán. Đồng giá là 500.000 một củ. Rồi thôi sẵn đây thì giới thiệu cái phần này luôn. Phần này thì em sẽ có là còn 3 củ đề của quen pha lốc đen nè, 600.000 một củ. Dòng quen pha lốc đen thì anh em mình đề rất mạnh, gắn các đời quen pha lốc trắng thì đề nó cực kỳ nhẹ luôn. Rồi củ đề của quay S110 nè là 300.000. IC nè, IC em sẽ có là IC K8 nè, đó KG8. Dòng này là IC mở tua cho anh em mình gắn trên các đời xe, xe của mình xe 100 IC là anh em mình 110 gắn vô cũng ok. Mình gắn vô thì chạy phải nói là cực kỳ nhẹ, xe đánh lửa rất là mạnh luôn. Dòng này là mở tua không có hãm tua cho nên chạy rất ngon, 250.000 một cục. Rồi sạc nè, sạc này là sạc sạc này sạc mới ha, của Yamaha và với S110. Dòng này thì dòng này là lúc trước em còn sửa xe là em đặt người ta làm, dòng này là hai sò cho nên đề nên cho nên sạc rất là mạnh mà rất là ổn. Rồi tới IC của RS Thái nè, RS Thái là 250.000 nè, dòng này cũng 250.000 ha, mở tua đầy đầu rim Thái bụng cứng nè, 270.000. Super rim là 250.000. Sạc thì cũng có sạc rã xe của Honda Yamaha nè, đó dòng này là của Honda là 100.000, Yamaha và VS110 sạc chung cũng là 100.000. Sạc FI nè, các đời xe Honda mình mà các đời mà xài FI mà loại giống này á, thì nên cứ mua về lắp vô. Dòng này thì mới chắc giá cũng hơi cao, em bán 250.000 cục ha. Rồi giờ kế tiếp là qua bến cái gian hàng bên đây sẽ có là cổ bô và sơn nhôm dĩa. Thì em sẽ bắt đầu từ đây đi. Cổ bô là bên em là cổ bô inox 304, dòng này thì xài rất là bền. Còn như anh em mình á, mà hàng que sắt hay que inox hàng cũng ok, tại vì em đã thay rất nhiều khách rồi. Em ở đây là vừa tiệm mà vừa em vừa bán hàng luôn, cho nên mỗi mặt hàng nào em đều biết rõ hết. Mua hàng bên em là không có sợ trật, tại bên em là em đều rành hết cho nên loại nào em cũng biết. Đó, đầu tiên là giờ em giới thiệu mỗi sản phẩm đó ha. Viva. Đó, Su Viva 120.000. Revo 120.000. Si Voi 130.000. Jupiter 120.000. CFI 120.000. Đời rim Thái. Đây vậy, bộ cổ này là cắt trong đời rim xe là cưới bộ đời rim Thái ra mới hoàn toàn, 100.000 cổ. Rồi cái này quay RS đó, 100.000 một cổ. Quay Alpha 100.000 một cổ, như có đầu rim đó, để em lấy đầu rim lên coi. Đầu rim đâu đây? Đầu rim đây nè. Đây. Rồi, cổ đầu rim inox là cũng em đều có ha. 90.000 một cổ. RSX FI. RSX FI 110.000 một cổ. Quay S110 120.000 một cổ. Phu chờ neo 120.000 một cổ. Đây mấy phu chờ mập, phu chờ led 120.000 một cổ.
khu chợ một nó rất là dài, 120.000 một cổ, RXX 100 IC rất dài, 130.000 một cổ, RXX 110 130.000 một cổ. Rồi nhớt nhớt của cách tròn nè, em còn em dọn cái kho còn dư được mấy mấy bình nè. Đây cách tròn Vita Vita ha, cách tròn Vita dòng này thì anh em mình về thay cho các dòng xe 110 đời mới giờ á là ok. Dòng này là 800 mil, dòng này em còn mấy bình thôi, bán cho anh em 90.000 bình thôi. Bình này thì anh em mua ở ngoài tầm 100, 101, 102 dùng bình đó, là em xả nó trên hết thôi, 90.000 bình. Rồi giờ là kế tiếp là sơn nhôm dĩa nè, sơn nhôm dĩa ha. Sơn nhôm dĩa thì bên em sẽ có là sơn nhôm dĩa của Kosuke, sơn nhôm dĩa Kosuke đó, hãng Kosuke là nhập 100% của Nhật Bản. Còn cái này là sơn nhôm dĩa của Indo, dòng này thì nhập bên em là những dòng này là nhập không em. Kosuke thì bên em sẽ có là nào Winner và Winner X nè, 520.000 bộ. Winner với Winner X là dùng chung nha. Rồi này là Rider với Sachia sẽ dùng chung nè, 490.000 bộ. Còn này thằng này là Sonic nè, Sonic là 520.000 một bộ. Dòng này là Exciter 135 nè, 510.000 một bộ. Dòng này là Exciter 150 nè, cũng là 510.000. Exciter 135, em coi coi, Exciter 135 480.000 một bộ. Ngoài những dòng cung tay thì em cũng có các dòng không cung tay. Không cung tay thì cái đời xe số á, nó sẽ là dĩa nó không phải màu vàng ha, dĩa nó sẽ là dĩa xám. Thì em sẽ có là Sirius, thường là Sirius FI sẽ dùng chung, FI sẽ dùng chung với Taurus ha. Rồi quay A, quay A 110 và quay S, quay RS 110 và quay RS 100 là đồng giá là 370.000 bộ. Còn quay với The Dream là 330.000 bộ. Rồi tới dòng Indo, Indo thì em sẽ là giới thiệu cũng từ đây vô luôn. Winner, Winner X sẽ dùng chung là 360.000. Rider Sachia là 360.000. Sonic là 370.000. Exciter 155 420.000, Exciter 150 360.000, Exciter 350, Exciter 135 là 350.000. Rồi tới dòng các dòng xe số không cung tay nè, là cũng như bên kia là Sirius thường và Sirius FI. Sirius FI nó sẽ là dùng chung Taurus 240.000. Còn quay RS 110, khu chợ mập, khu neo, khu dĩa 105 là 240.000, đầu rim là 230.000. Còn Vin, xe Vin 100 mình á là sẽ là 240.000.